Đề ngữ văn được thí sinh nhận định là vừa sức, bám sát các nội dung đã được học trong chương trình lớp 12. Năm nay đề văn khá dài, phần đọc hiểu với đoạn trích bài Dòng sông và những thế hệ của đất nước, tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần đọc hiểu chiếm 3 điểm, gồm 4 câu hỏi về dòng chảy lịch sử nghệ thuật của nhân loại, sử dụng hình ảnh dòng nước làm ẩn dụ. Phần làm văn gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học, được thí sinh nhận định khá thú vị. Nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh viết đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ về ý nghĩa việc tôn trọng cá tính. Thí sinh cho rằng vấn đề này rộng và phong phú để trình bày. Mỗi thí sinh có một cảm nhận riêng về cá tính của bản thân và người khác. Nghị luận xã hội thì nó là một cái đề tôn trọng cá tính. Đối với em thì đề này cũng khá là lạ, nhưng mà nó không có quá mới mẻ mà xa lạ với các bạn bây giờ, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay ấy, thì cái việc thể hiện cá tính là cái điều phổ biến hơn, với lại không có phải giấu kín như ngày xưa nữa. Nhiều thí sinh phấn khởi vì đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được chọn làm ngữ liệu cho đề thi văn. Câu nghị luận văn học với 5 điểm, yêu cầu thí sinh phân tích đoạn thơ, nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả. Đề văn năm nay ra bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thì nó cũng rất là liên quan đến vấn đề hiện tại ngày hôm nay là về tinh thần yêu nước của con người. Và em thấy đề ngày hôm nay thì cũng khá là dễ nhưng mà hơi dài, nên là cũng là thiếu chút thời gian để mà có thể làm hoàn thành trọn vẹn bài thi. Chiều nay thí sinh sẽ dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong buổi thi đầu tiên chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi.